Chào Thành Bưởi nha, chào Thanh Tùng. Chị phát trực tiếp đấy. Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là đây là trung tâm tổ chức sự kiện Thiên A và trung tâm âm thanh ánh sáng Quang Duyến nha. Mời quý vị sẽ cùng vào miền Trung để lắng nghe một ca khúc về quê hương Quảng Bình yêu dấu nha. Cảm ơn Thành Bưởi nha.